Chào mừng quý vị cùng quay trở lại kênh Phong thủy Gia Cát. Chúc quý vị có một ngày mới tràn đầy năng lượng và nhiều tài lộc. Thưa quý vị, đây là những con giáp được vận đỏ như son trong ngày 9 tháng 11 âm lịch. Bước sang ngày 9 tháng 11 âm lịch, những con giáp này vô cùng may mắn, làm gì cũng được quý nhân phù trợ. Bởi thế, bạn nên tận dụng ngày hôm nay để khai trương, ký kết hợp đồng hay là làm những việc đại sự. Hơn nữa, trong ngày hôm nay, thu nhập của bạn sẽ được cải thiện đáng kể. Bạn sẽ có những nguồn thu bất ngờ về các mối quan hệ cá nhân. Bạn cũng vô cùng hạnh phúc vì nhận được những tin nhắn hay sự quan tâm của người mà bạn đang thương nhớ. Tóm lại, đây sẽ là ngày đại cát với những con giáp Tý, Dần, Tỵ, Ngọ, Dậu, Hợi. Các bạn hãy hoan hỉ mà đón nhận tài lộc nhé! Tuổi Tý. Xem tử vi ngày 9 tháng 11 năm 2022 của 12 con giáp, tuổi Tý được lục hợp nâng đỡ nên làm gì cũng thuận lợi, bản tính thông minh, nhanh nhẹn nên đánh đâu thắng đó, được công danh sự nghiệp rộng mở. Đây là thời điểm thích hợp để tuổi này thực hiện loạt kế hoạch đã ấp ủ từ lâu. Mặt tình cảm chịu ảnh hưởng từ cục diện thổ khắc thủy nên ảm đạm hơn. Có vẻ bạn đang quá tin người và dễ bị lừa trong chuyện yêu đương, bạn bè. Sống hiền lành quá đôi khi lại là chính đang tạo điều kiện cho người khác ức hiếp nhé Tý. Thiên tài chiếu vận đem đến may mắn trong đường tiền bạc, đặc biệt là những bạn muốn đặt may mắn vào trúng thưởng, xổ số. Tuy nhiên thần tài cảnh báo tuổi Tý lộc không trường tồn, nếu ham mê phát tài nhanh thì rất dễ vỡ nợ. Sức khỏe của tuổi Tý không đáng lo ngại, song bạn có dấu hiệu lao lực do tháng này quá bận rộn với công việc mà mải mê kiếm tiền. Thời điểm cuối năm, bạn càng cần chú ý chăm sóc cơ thể hơn để không ngã bệnh vào thời điểm này. Tuổi Tý cũng nên chú ý giữ ấm cơ thể để phòng bệnh cảm cúm, phong hàn, gây ảnh hưởng tới công việc, sinh hoạt thường ngày. Nhất là người già và trẻ nhỏ càng cần được chăm sóc sức khỏe nhiều hơn do sức đề kháng kém. Về đường công danh, tài lộc được thuận lợi, gặp nhiều may mắn trong thời gian này, gia chủ tuổi Tý nên sử dụng vật phẩm phong thủy tam hợp quý nhân thân Tý Thìn của phong thủy Gia Cát. Đặc biệt là vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho các bác tuổi Tý để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Tuổi Dần. Bản mệnh hôm nay được chính quan nâng đỡ nên đường công việc trong ngày rất may mắn. Những người đang chờ đợi tin tức thi cử, bầu cử, xin việc hoặc xét duyệt lương sẽ có tin vui. Bạn xứng đáng có được những điều tốt đẹp vì đã cố gắng hết mình. Tài lộc có tài tinh soi rọi nên có chuyển biến tốt, chính tài dồi dào, nguồn thu nhập chính tăng, một số thu nhập ngoài luồng cũng khả quan, cần có cách quản lý tài chính chặt chẽ và khoa học hơn để tính chuyện tích lũy lâu dài. Trong tháng cận Tết, bạn cũng phải đề phòng mất trộm hoặc bị lừa đảo. Trong tháng này, sao Bách Việt chủ đào hoa mang tới cho tuổi Dần những cơ hội cải thiện nhân duyên của mình. Thời điểm này thích hợp để người độc thân tính chuyện yêu đương khi đi đâu cũng có người thầm thương trộm nhớ hoặc được may mối giới thiệu cho đối tượng ưng ý. Tình cảm của các cặp đôi đang yêu ngày càng gắn kết mặn nồng, có thể sớm ngày lên kế hoạch cho việc kết hôn. Rất có thể thời gian tới hai bạn chính thức mối quan hệ và về chung một nhà. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dần cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Tỵ. Cuối tuần này, tuổi Tỵ có chính ấn chiếu vận sẽ có lợi cho những người làm chức vụ cao hoặc muốn thăng chức, tiến chức. Người tuổi Tỵ hãy ngoại giao với người có tiếng nói trong cơ quan ngay từ bây giờ. Đừng chủ quan, càng khéo miệng lại càng nhanh nhẹn càng tốt. Là con giáp may mắn trong ngày hôm nay, xin chúc mừng tuổi Tỵ vì mặt tình cảm cực kỳ khởi sắc nhờ tam hợp cục nâng đỡ. Người độc thân sớm tìm được đối tượng ưng ý nên chú ý tới vẻ ngoài của bạn nhiều hơn. Vợ chồng càng thêm yêu thương, gắn bó khi sắp chào đón thành viên mới trong nhà. Tài lộc thăng tiến nhờ hỏa sinh thổ, tiền bạc vào đầy hũ. Nhìn chung tình hình tài chính của bản mệnh khá lên trông thấy, chi tiêu cũng hào phóng hơn, không còn eo hẹp, khổ sở như trước. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tỵ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Ngọ.
Tuổi Ngọ có thiên ấn trợ lực trong con đường sự nghiệp nên khá may mắn trong ngày cuối tuần. Bạn có một ngày thảnh thơi, không còn vướng bận đến công việc, có tiếng nói trong nhóm ở cơ quan. Tuy nhiên, cần khiêm tốn để mọi việc được suôn sẻ. Tính cách của Ngọ cực đoan, dễ phạm tiểu nhân, quan hệ người thân gần ít xa nhiều vì lâm tương hại. Anh chị em họ hàng có nhiều nhưng lại toàn ở xa, không được nhờ, toàn phải dựa vào sức của mình. Nay gặp khó khăn cũng phải chật vật, tự lo lắng hết mọi chuyện. Tài lộc ở mức khá tốt, tiền tài hanh thông, nhiều cục diện hỏa sinh thổ, khả năng cao bạn sẽ bỏ túi số tiền không nhỏ, đủ để trang trải cuộc sống và thúc đẩy bạn kiên trì theo đuổi mục tiêu của mình. Tương lai cực kỳ rạng ngời đang chờ đón bạn phía trước. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Ngọ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Dậu, hôm nay bản mệnh may mắn nhờ tam hợp cục trợ lực trong công việc. Tuổi này làm ăn rất công minh, ngoại giao giỏi nên khá hút khách. Lộc lá làm ăn đang về cực nhiều nên cứ từ từ mà hưởng thụ, sống có phúc, quả là có phần. Vì vậy bạn có thể tạo dựng được những mối quan hệ xã hội tốt đẹp, điều này rất hữu ích cho sự phát triển sự nghiệp cá nhân. Dù có tiểu nhân ganh ghét cũng không có gì phải lo lắng vì bạn hoàn toàn có đủ sức và sự khôn ngoan để vượt qua mọi sóng gió. Đường tình duyên cũng vượng sắc không kém nhờ thổ dưỡng kim, đào hoa nở rộ nên các bạn độc thân dễ tìm được hạnh phúc cho mình. Bản mệnh còn kết nối khá tốt với mọi người xung quanh, biết tạo thêm cơ hội cho bản thân mình. Được thực thần cho lộc nên bản mệnh ngày này sẽ có lộc ăn uống, quà cáp hoặc là được cho tiền bất ngờ. Thu nhập tốt từ việc làm chính lẫn phụ, tiền đổ về túi bạn nhiều hơn bao giờ hết. Thời điểm cuối năm nhiều việc và phải tất bật khiến thể trạng của tuổi Dậu không quá lý tưởng. Bản mệnh dễ có hiện tượng mệt mỏi, uể oải, làm giảm chất lượng công việc cũng như cuộc sống. Nhưng các triệu chứng khó chịu này sẽ nhanh tan biến khi bản mệnh điều chỉnh lại chế độ ăn uống, giờ giấc làm việc cũng như luyện tập thể thao. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dậu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Hợi, hôm nay bản mệnh được chính quan độ vận nên công việc cực kỳ khởi sắc. Bạn có thể đặt niềm tin vào công việc mới, thi cử, chuyển công tác. Sắp tới bạn sẽ được cấp trên đánh giá cao về thành tích cũng như công sức mà mình bỏ ra. Quan hệ xã giao hài hòa, tình cảm tốt đẹp nhờ tam hội chiếu vận. Bạn có cơ hội gặp gỡ và làm quen với những người có thể nâng đỡ cho sự nghiệp của mình. Bản mệnh cũng nhận được tin tức tích cực từ người thân ở xa nhắn về. Đây là ngày cực hợp tuổi Hợi. Nhưng vì thổ khắc thủy nên tuổi Hợi phải hết sức cẩn thận trong chuyện tiền bạc, tuyệt đối không được cho người khác vay mượn, mượn tiền hay ở nhờ, kẻo mất mát tiền bạc, không có cách xử lý ra sao cho ổn thỏa. Để đường công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Hợi nên sử dụng vật phẩm phong thủy, tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi của phong thủy Gia Cát. Đặc biệt là vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho các bác tuổi Hợi để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thưa quý vị, ngày 9 tháng 11 năm 2022 âm lịch, tức thứ 6 ngày mùng 2 tháng 12 năm 2022 dương lịch, là ngày Kỷ Sửu, tháng Nhâm Tý, năm Nhâm Dần. Ngày này có nạp âm là Phích Lịch Hỏa, ngày Kỷ Sửu thuộc hành hỏa khắc hành kim, đặc biệt là tuổi Quý Dậu, Ất Mùi thuộc hành kim không sợ hỏa. Ngày Sửu lục hợp Tý, tam hợp Tỵ và Dậu thành kim cục, xung Mùi, hình Tuất, hại Ngọ, phá Thìn và tuyệt Mùi. Các tuổi bị xung khắc với ngày là Đinh Mùi, Ất Mùi. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa tìm ra 6 con giáp may mắn nhất trong ngày hôm nay. Quý vị có thuộc một trong những con giáp may mắn ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và chúc mừng bạn nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn, hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 349 119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!